loài đu gông, và tôi muốn làm cái mô hình của con đu gông này để mang một thông điệp đến với bà con cư dân nói riêng và tất cả chúng ta nói chung, hiểu hơn về tác động của rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa đối với môi trường sống. Hãy biến hiểu biết chúng ta thành hành động để rác thải không còn là một cái lo nguy hại đối với môi trường.